thật sự là chủ nhà để họ trồng rất là bài bản nha cả nhà. Đó, riêng trồng hai hàng thẳng tưng luôn. Đây cả nhà ha, là Long đang đứng tại thuộc vị trí là xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì hôm nay Long quay cái đất cho cả nhà xem nha. Đất này hầu như là khu dân cư rất là đông đúc luôn nha. Mặt tiền là mặt tiền từ bê tông mọi người ha. Đó. Và có luôn hai căn nhà. Đó, diện tích là 6 sào 3. 6 sào 7 anh. Dạ, à dạ chú nha. Dạ 6 sào 7 anh. À, đây là diện tích 6 sào 7 thì được ba mươi mấy mét mặt tiền như cả nhà. Thì được hai mặt hai hai căn nhà luôn. Từ đây nè. Chạy dài qua kia. Tới kia một căn nha mọi người nha. Đây là khu dân cư rất là đông đúc luôn. Và cách quốc lộ 56 á tầm khoảng đây đã tầm chưa được cây số nữa, thì em sẽ dẫn anh chị xem vòng vòng khu dân cư nha. Thì ở đây là chạy vô trong, còn đất mình nằm ở ngoài, dắt anh chị đi vòng vòng tham quan nha. Đó, đây là hầu như bên đây nè, họ trồng cỏ cho bò, là đây cũng có chủ hết nha mọi người, đây là đều có chủ hết. Đây là đèn đường nè, đó, và điện thì đã có đầy đủ hết rồi. Đó, đây là khu dân cư, nhà chạy càng vô trong nhà cũng càng rất là đông nha cả nhà. Đó, ở đây mình sẽ tiến dần vô cho mọi người xem cái mặt tiền của đất mình và vườn dưới cây nha. Đất mình nó thực sự là nguyên một vườn dưới cây rất là khủng luôn. Bây giờ mình sẽ vô quay trực tiếp cho cả nhà xem. Đó. Đây. Giá chủ đang kêu bán là 5 tỷ 6 nha cả nhà. 5 tỷ 6, 5 tỷ 7 gì đó. Thì chủ nhà nãy có nói mình mà cũng quên lẫn tiêu đây. Đây hình như 5 tỷ 6, 5 tỷ 7 gì nha cả nhà. Đây. Thì mặt tiền của đất mình nó dài qua tới kia luôn. Đó, dạo tới đây luôn nha. Đó, thì đây dân cư rất là đông. Nhà hàng xóm nè, đối diện hàng xóm mình đều có nhà luôn nha. Đó nhà nè. Đây, và ranh dài qua tới kia luôn nha cả nhà. Và tới đó luôn, tới cây đó đó. Thẳng qua đây. Đó, sầu riêng rất là lớn nha. Ở đây bây giờ mình tiến thẳng vô nhà, mình quay cho cả nhà xem nha. Thì đất mình á, đây là một con đây cái nhà mình bước vô trong thì đây là cái sân ha cả nhà. Sân này thì có thể đậu được hai xe hơi luôn nha. Đó. Để đậu được hai xe hơi. Ở đây cả nhà. Đó, hai cái đèn cái nha. Đó. Và đây gia chủ là làm hàng rào rất là kiên cố nha. Ở trước hàng rào rồi. Nhà là cả nhà đây. Đó. Đó. Thì bây mình sẽ vòng vòng cho cả nhà xem cái không gian nhà nha. Thì đây nếu anh chị nào mà có, nếu bà con á thì sẽ về để mua mảnh vườn này và được hai căn nhà ở, thì chia mỗi người một bên ở ha, và xung quanh đều có trái cây hết đó. Đây đẹp ghê, đúng mà nhà chủ này cũng đam mê nhà vườn nè, trồng cây bông hoa như vậy. Đây là mướp mọi người ha, mướp nhìn đẹp ghê, thích, mình rất là thích luôn á. Đây. Đây là cái ngôi nhà đầu tiên của mình, thì mình sẽ đây cả nhà, thì cái nhà đầu tiên của mình đây đó, thì rất là đẹp nha. Đó, nhà chủ ta đang ở. Mình sẽ tiến vào trong là có hai phòng buồng mọi người ha, đây là phòng và đây là phòng đó. Đây thì đây là bếp đó. Ngôi nhà này của chú này nhiêu tuổi rồi chú ha? Chú 63 rồi. À, chú cũng lớn tuổi rồi. Và đây là không gian giữa của hai ngôi nhà. Kêu một cái nữa. Chú mình sẽ quay đi quay cho cả nhà xem nha. Đầy đủ hết nha. Điện đài khu dân cư rất là đông đúc luôn. Rồi thì bây giờ mình tiến ngôi nhà thứ hai cả nhà ha. Quay cho cả nhà xem. Đây là chú rất là già nên chú rất kẹp tiền chú bán. Đây. Đó. Đây một toilet nha cả nhà. Tôi nhớ. Và qua đây là hai phòng, đây một phòng, đây một phòng đó cả nhà ha. Nhà rất sạch sẽ nha đó. Đây thì mình mọi người về thích sân phết lại thì sân phết, không sân phết ở lại vẫn ở, để nguyên ở vẫn được, tại vì ngôi nhà này chú đang ở, hai nhà, hai ngôi nhà này chú đều ở hết nha cả nhà. Đó, gạch thì đã gót, đã lót gạch bông nè. Đó. Rồi chú cho con ra sau xíu được không? Con quay mấy cái vườn trái cây kia.
Đây cả nhà, mình bước xuống đây, vừa bước xuống vườn là thấy đầu tiên là có cây sầu riêng rất là to rồi. Đó, rất là khủng như bây giờ. Cây sầu riêng này to lắm. Đó. Trái thì sầu riêng gì chú ha? Sầu riêng là sầu riêng gì? Cái này giống sầu riêng 6 sầu riêng gì vậy? À. À trái to lắm hả chú? Dạ dạ. Đây là bưởi nha cả nhà. Đó. Mình bước thẳng xuống đây. Đây mình xuống đây. Đây, mình cho mọi người tham quan cái vườn nha. Vườn này lớn lắm cả nhà ơi. Đó, nói chung là đất thì đất đỏ Ba Giang. Đó. Dạ, sâu lắm hả chú? Dạ rồi. Dạ rồi, à tốt cái điều kia rồi, con thấy chú rồi, cái điều kia. Đây sầu riêng nha cả nhà. Đó, đây là bơ. Chôm chôm. Đó, nguyên một vườn luôn ha. Dạ, đây nguyên vườn tơ hả chú? Đây, mình sẽ cho cả nhà xem. Đây sầu riêng vườn này đẹp lắm cả nhà ơi. Nói chung là sầu riêng này rất là nhiều. Đó. Không gian đất nè. Đất thì đất bằng phẳng nha cả nhà. Thì đất này quay mặt về hướng tây nha. Hướng tây. Đây, sầu riêng này cả nhà. Thì mình đoán đâu tầm khoảng tầm chắc phải được mấy cây chục cây ấy, chắc phải tầm được hai mấy ba chục cây sầu riêng nha cả nhà. Đó. Và ranh giới của đất mình á, thì gia chủ á, họ có rào hết rồi nè cả nhà, không gian rào hết rồi. Đó, sầu riêng này là sầu riêng này chắc cũng được 8 năm 10 năm ấy, cây xuyên rất là to nha. Và đây là sầu riêng tơ mới trồng, chú mới trồng đây, chắc đây là thứ sáu đây hay là cái gì quên rồi, cũng cái loại sầu riêng gì mới ra đó, chắc nghĩ đây là tại vì đất năm ngoái mình có vô quay một lần, trái rất là to nhưng mà chú không bán. Ở năm nay chú mới kêu bán đó. Và những cây sầu riêng kia kìa, còn to hơn nữa vài chục năm hết nha cả nhà. Vườn rất đẹp, đất bằng trang luôn đó. Đất mình thì quay mặt về hướng tây, hướng tây. Trồng nào là bơ nè, sầu riêng nè, xoài, nó có xoài nữa cả nhà, xoài nữa nè, bơ, sầu riêng, xoài, mít. À, và xung quanh thằng rào này thì chú đã trồng bằng cây phát tài cả nhà ha, quy một hàng cây phát tài luôn, từ đầu trên xuống đầu dưới đó đều là cây phát tài hết. Chú lấy cây phát tài chú làm ranh thẳng tuốt kia luôn, thì hậu này sâu đó cả trăm nha cả nhà, tại vì mặt tiền có được 30 mét thôi mà 6 sầu 3 đó, thì đâu sâu có trăm trăm mấy á. Có hai ngôi nhà nữa đó. Đây cả nhà, thì đất này thuộc đất trồng cây lâu năm nha. Hiện tại bây giờ là chưa quy hoạch đất ở nông thôn, nhưng mà bây giờ đang chuyển đổi khu đo. Thì một năm tới này thì chắc mình nghĩ chắc nhà nước sẽ cho lên thổ cư, tại vì khu này là khu dân cư cả nhà ha. Đó, khu dân cư rất là đông. Chúng mình sẽ chạy ra ngoài cho cả nhà xem khu dân cư. Đó, đây là bưởi nè. Ê, xin lỗi cả nhà, đây là bơ chứ. Mùa này cũng chưa cho trái, chắc hết trái rồi. Đây thì mình tiến dần ra sau mình quay, thì thật sự là chủ nhà để họ trồng rất là bài bản nha cả nhà. Đó, riêng trồng hai hàng thẳng tưng luôn. Mình đếm này chắc đâu được cũng được rồi. Một cũng được mấy, nó thật sự là cũng được hai mấy cây sầu riêng có nha cả nhà. Đó. Sầu riêng này nói chung là đang cho trái hết rồi đó, sầu riêng rất là lớn rồi. Này sầu riêng này là đang thu hoạch về, mình chỉ tưới và xịt thuốc thôi, hay là xịt thuốc phân bón gì đó. Là cây cho trái thôi. À, và hay hơn nó là điều đặc biệt đây nữa, nãy giờ mình mới thấy. Đây, thì hai bên nó chú trồng hai hàng sầu riêng cả nhà ha. Đây hàng và đây một hàng. Đó. Và điều thứ hai, nó chú đây trồng chính giữa là một hàng bưởi. Một hàng bưởi cả nhà ha. Đó. Đây, và đây thì xuống tới khúc này thì chú trồng chính giữa là một hàng vú sữa. Đó, nguyên hai vú sữa cả nhà. Đây. Hàng vú sữa. Mình đang tiến dần xuống sông qua cho cả nhà xem. Miếng đất này giá chủ đang kêu bán 5,7 nha cả nhà. Cho 6 sầu 3. Này, đây còn mé đây là chú đang trồng sầu riêng tơ. Đây sầu riêng, sầu riêng mới đây. Giống mới. Đây cả nhà ha. Giống mới này thì cũng nhiều á. Chú trồng rất bài bản, xa xa chừng 4 5 cây 40 mét một cây. Vườn này chắc đến mùa trái khủng lắm. Tại vì năm ngoái mình vô đây mình quay nè cả nhà, thì trái mình nói thật sự trái to lắm, mà mình nhớ rằng mình
mình sẽ thử đây một muối. À, nó bùi mà nó vàng mà nó dẻo no lắm, nó hột lép xẹp mà cả nhà. Hả? Thôi mà chú không bán đất nữa, chú nói thôi cho mình thử miếng sầu riêng. Cho thử miếng không, mình ăn thử thật sự mà ăn rất ngon cả nhà. U xuống tới đây vườn đẹp quá, xuống tới đây nó nở đây nha cả nhà. Đó, nó nở hậu to ra và đây chú trồng còn khủng hơn nữa, trên đây là sầu riêng này còn nhiều hơn nữa, sầu riêng với bơ. Càng xuống đây sầu riêng trái cây càng nhiều nha cả nhà, to lắm nguyên một vườn luôn. Đất này thuộc đất đỏ Ba Giang. Đó. Đây sầu riêng là sầu riêng tên, là sầu riêng cũng chắc đang cho trái luôn đó, chú đang bón phân là hình như để lấy trái thu hoạch trái sao nè. Đó cả nhà ha, vườn đẹp ghê, đất là đất bằng phẳng luôn. À xuống đây ranh giới hình như có thằng đó ở đâu mà ranh giới chủ nhà đã rào hết rồi, rào bằng lưới 70 hết rồi nha cả nhà, xung quanh hết. Wow, dùng cũng đuối à, xấu xào máy đi cũng mệt. Đây mình quay cho cả nhà xem nha, không gian nha. Vườn này chỉ về mình thu hoạch thôi. À, mình không cần chăm sóc gì nhiều. Đó, vườn rất là lớn rồi. Đất mình á, thì nằm sát mấy xã lân cận, giống như là mình đang thuộc Sào Bang và nằm về hướng Kim Long. Đó, mình đây về trung tâm thương mại Kim Long á cả nhà, tầm chắc khoảng 15 phút, 10 phút á là tới trung tâm thương mại Kim Long rồi. Là trung tâm thương mại Kim Long là sẽ lên thành thị trấn ha cả nhà ha. Và đất mình cách quốc lộ 56 á, chúng mình chạy ra ngoài cho cả nhà xem, tầm chưa đầy cây số, dân cư đông lắm. Khu này là khu dân cư nha cả nhà, khu này là tập trung khu dân cư á. Rồi thì bây giờ mình quay về rồi, mình chạy ra ngoài cho cả nhà xem cái khu dân cư, để cho mọi người biết cái khu dân cư đây đông như thế nào nha. Từ nhà mình nha cả nhà, bắt đầu mình hai căn nhà nha, hàng rào thì đó kiên cố rồi, họ làm bằng rào bằng sắt á, đẹp lắm. Thì bây giờ bắt đầu mình chạy ra ngoài đường cho cả nhà xem khu dân cư nha. Đây cả nhà, khu dân cư nè, hai bên nhà đó. Thì điện á, thì điện nó vô tới nơi hết rồi nè, thấy chưa đó, khu dân cư hai bên nhà. Nói chung là thực sự đây là đất mình á, là đường bê tông nhưng mà giáp đường nhựa cả nhà đó, tự nhiên đổ tới khúc đó là lại đường bê tông mà cũng là đường nhựa đó. Dân cư đông lắm cả nhà ơi. Thì bắt đầu mình chạy ra ngoài bộ sáu cho anh xem. Một đường á là về Long Khánh và đường về trung tâm, về biển Vũng Tàu và về trung tâm thương mại Ngã Giao cả nhà ha. Đây đó, thì kế bên đất mình tầm 100m thôi, 150m thôi, đây là có một cái sân bóng cả nhà ha, sân bóng của đội á. Chiều chiều những anh chàng thanh niên hay tập trung nó banh lên đây lắm nè, có đề mình có thể được thể thao được luôn. Đây là công viên sân banh của tổ đó. Dân cư mọi người thấy không, mình chạy giờ hầu như là dân cư san sát luôn á. Đây đó, đây chạy thẳng ra quốc lộ 56, trước mặt mình nó ra nhà là quốc lộ 56 rồi đó. Mình chạy chưa đây 2 phút là tới quốc lộ 56 rồi. Đây họ làm nhà Thái vậy, nhìn đẹp ghê. Hai bên đường đó mình chạy qua, cách mình chỉ cách mình chạy từ đây tới khu dân cư nhà, chạy từ đây ra tới quốc lộ 6 tầm 300-400m là tới quốc lộ 6 rồi đó. Đây là con số nhà nước nha cả nhà. Thì đất mình đây nằm thuộc đội